Vâng, mến chào tất cả các anh chị đang xem video của Đồ Đồng Việt Anh, và em Hằng đang có mặt trực tiếp tại khu công trình nhà thờ họ Hà tại huyện Thanh Hà, Hải Dương. Công trình của chú Sơn và cô Quế đang sinh sống ở tại Hà Nội, nhưng cô chú đã về xây dựng nhà thờ họ và đã tin tưởng sử dụng các sản phẩm của Đồ Đồng Việt Anh. Và trên video em Hằng sẽ review lại một số hình ảnh lắp đặt và trưng bày những đồ thờ bằng đồng của một căn nhà thờ họ. Đây là quá trình thợ đang lắp đặt cửa võng và tranh, cũng như là các vật dụng đồ thờ cúng. Và ngôi nhà thờ họ này được thiết kế theo kiểu mái ngói ba gian và được phân cách bằng những chiếc cửa võng, đang sử dụng hai chiếc cửa võng để ngăn ra làm ba gian, và đi từ ngoài vào trong sẽ sử dụng hai bức tranh lớn, đó là Vinh Quy Bái Tổ và bức tranh song hạc và quần tùng, song tùng và bách hạc. Xin lỗi, đó là bức song tùng bách hạc nền đỏ cùng với bộ tứ quý xuân hạ thu đông, và hai bên trên cửa đang treo hai bức tranh song long trầu mặt nguyệt. Và bên ngoài trước cửa đó là bộ của hoành phi câu đối được thúc theo yêu cầu. Bên trong đây là gian giữa thì là treo bộ cuốn thư câu đối cùng với cửa võng. Trong cùng đó là bức tranh Cửu Huyền Thất Tổ được sơn nền đỏ. Và chú Sơn đã sử dụng hai ban thờ. Bên ngoài là ban thờ lớn sẽ bày các cái vật dụng bằng gốm sứ để trưng bày thờ cúng và đặt những mâm cơm. Và sau khi hoàn thiện, đó là bức tranh Vinh Quy Bái Tổ được lắp đèn. Tất cả tranh đã bật đèn sáng. Và các anh chị thì có thể thấy hình ảnh rất là lung linh, huyền ảo. Đây ạ. Đây là bức tranh song tùng bách hạc. Quá là đẹp luôn ạ. Tông màu chủ đạo ở đây nó là màu hơi trầm giả cổ, nhưng mà vẫn để màu sắc chủ đạo là màu đồng, nền đồng, tạo vẻ sang trọng, và màu ánh kim của đồng tạo lên cái màu sắc rất là lung linh. Đây là bức tranh Vinh Quy Bái Tổ được sơn nền 3D và bật đèn LED 4 xung quanh, buổi tối lên thì rất là lung linh, đẹp. Đó, đây là bức tranh Vinh Quy Bái Tổ 1m2, 2m3. Và tiếp theo đó là bộ tứ quý xuân hạ thu đông được dát vàng, và hai chiếc quạt. Ở giữa là bộ hai bộ cửa võng. Bước vào thì đó là bức hoành phi câu đối, các chữ được dát vàng nổi. Và bên trong đây, các anh chị có thể vào tham quan ở bên phía trong. Bên phía trong là đây, chú đã sử dụng những bộ bát hương và đĩa hoa quả bằng gốm sứ Bát Tràng vẽ vàng rất là đẹp, kết hợp với đồ đồng quá là hợp lý luôn. Đây, em Hằng đi vào bên trong để cho các anh chị nhìn rõ hơn. Đây là hai bên ban. Trên đây là chiếc ngai bằng đồng và bộ đỉnh đồng. Vâng, nếu mà anh chị nào có nhu cầu cần tư vấn về sử dụng các cái sản phẩm bằng đồng thì hãy liên hệ với em Hằng để được tư vấn chi tiết và phù hợp nhất với tùy từng khu gian thờ. Và em Hằng xin cảm ơn tất cả các anh chị đã theo dõi video.